thị sát Wallen Farm, chủ tịch làm mấy chục thành viên hoảng loạn chạy muốn sang chấn. Cũng là chủ tịch nhưng mà Wallen Vlog khác lắm, vừa quay lại Angola là ra quậy phá trang trại ngay. Ngay sau khi quay trở lại Angola, Wallen Vlog vội vàng ra trang trại kiểm tra tình hình chuồng trại, vật nuôi, nghe các quản gia cập nhật thông tin, ân quý, ân thế, ân hậu, những người quản lý xông xáo có tâm của Wallen Farm cùng những người trợ lý khác đã giúp trang trại thay da đổi thịt mỗi ngày dù chủ tịch đi vắng 2 tháng. Theo chân Wallen, không thể thiếu cậu nhóc Lôi con ngày ngày vẫn chạy sang hóng mọi người làm vườn, bắt cá, nuôi dê, thông thuộc đường đi ở trang trại, nên mọi người treo cậu nhóc ra dáng con nuôi chủ tịch, giám sát anh em. Khi cậu bé Lon Ton đi theo Wallen, ai cũng treo rằng cậu nhóc đang bàn giao lại trang trại cho chú Linh tự quản lý. Wallen tỏ ra hài lòng và biết ơn vì các quản gia đã chung tay xây dựng trang trại. Trong 2 tháng anh đi vắng ở trang trại đã làm thêm nhà để xe đầu kéo, hoàn thiện chuồng thỏ. Cỏ cũng trồng sẵn rồi nhưng chưa mua được giống. Trang trại rất bận rộn vì đang ưu tiên trồng củ đậu và ngô để đón mùa mưa. Chuồng lợn ngày xưa bị lốc mái giờ chuyển sang thành chuồng nuôi gà. Chủ yếu họ nuôi gà nhỏ, một số ít đã trưởng thành, cho trứng khá to. Wallen tâm sự, mình đang đợi vật tư và thuốc men cho gà chuyển từ Việt Nam sang. Ở đây thời tiết khắc nghiệt, mua giống lại khó, phải rất kén giống chứ mình không dám mua ngoài chợ. Mình cũng dặn anh em nuôi con gì cũng từ từ, gấp gáp quá, nhỡ con phải dính dịch thì hư cả đàn. Bắt đầu mùa mưa rồi, gà hay ốm lắm. Chuồng cũng được quy hoạch sẵn khu vực ấp gà con. Wallen đang suy nghĩ việc đặt máy ấp trứng để chủ động nguồn giống. Anh chàng bàn với mấy anh em sẽ làm máy ấp từ Việt Nam, đóng container chuyển sang khi nguồn cấp điện tại trang trại ổn định. Nghiêm túc bàn bạc kế hoạch được một lúc, Wallen lại trở về với con người hài hước, nhây không thể che giấu. Khi Lôi con đang tha thẩn chơi với gà, Wallen trêu, lơ vào bắt một con gà đi, ôm được gà thì chú cho mang về, làm cậu nhóc hí hửng chạy vào lùa gà. Bài gà sợ hãi, con chạy con bay tán loạn, làm Lôi con cũng sợ theo, cả gà cả người còn chưa kịp hoàn hồn. Wallen lại đẩy cậu nhóc vào góc chuồng để vồ gà, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đến khi ra thăm vịt, Lôi con biết cách lùa vịt xuống ao bơi. Đang hí hửng vì được khăn khéo léo, biết vịt thì Wallen lại thách Lôi con đếm số vịt trong ao. Cậu nhóc chưa kịp phản ứng, Wallen lại kích, Lôi có biết đếm đâu, đếm làm sao được, làm cậu bé mặt xịu xuống phùng phịu. Chả trách hội trang trại bảo chú Linh là ác mộng của Lôi con, sơ hở là chọc kẹo thành bé. Ngoài gia cầm như gà, chim cút, vịt, ngoan, dê ở trang trại Wallen cũng nhanh đàn tốt đã liên tục, có đến 8 chú dê con mới chào đời. Bọn dê trưởng thành, lông bóng mượt, khỏe mạnh dù môi trường thời tiết ở Angola khắc nghiệt. Wallen cho hay sắp tới trang trại có thể nuôi thêm bò. Chuồng đã xây xong, còn bò thì đang chờ công giáp một thành viên cốt cán trong team châu Phi, tìm giống tốt và chờ cỏ nhiều mới đem về nuôi.